Trong 15 năm qua, chiếc máy bay này vẫn luôn bị bỏ không ở bên ngoài bãi. Hôm nay chủ nhân của nó tìm tới một chuyên gia máy bay, Kevin, muốn anh ấy sửa máy bay để cho con trai có thể dùng nó tập luyện hàng ngày. Theo giới thiệu của chủ nhân, đây là chiếc TB-20 Trinidad Island năm 1989 thuộc dòng máy bay nhỏ thông dụng, chủ yếu dùng để huấn luyện bay và đi du lịch. Tuổi tác chiếc máy bay lớn tới vậy cũng không biết có thể bay được không nữa. Bởi vì đã để không quá lâu, chúng ta có thể thấy cánh và thân máy bay đã bị rong rêu bám đầy trên phần lớn diện tích. Có một số nơi bị ăn mòn nghiêm trọng, lớp sơn đã bong chóc hết, ống xả hình như có vết tích chìm làm tổ. Tới khi đó, việc xử lý chỗ rong rêu này cũng trở thành một chuyện hết sức phức tạp, không những phải làm sạch hết toàn bộ mà còn phải sơn lại một lớp mới. Bởi vì buồng lái được phủ một lớp bạt nên tình trạng tốt hơn rất nhiều. So sánh giữa có và không có lớp bạt, sự khác biệt giữa hai vị trí vô cùng rõ ràng. Khu vực được che bạt trông giống như mới, bao gồm cả cửa sổ và kính chắn gió. Thùng dầu của máy bay loại nhỏ này đều nằm ở hai cánh phụ. Sau khi mở nắp thùng dầu, ngó vào một cái, dù cho bên trong vẫn còn một ít nhiên liệu, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nó có lẽ sớm đã không còn dùng được nữa. Dùng cái cốc nhỏ để hướng lấy một ít nhiên liệu, xem bên trong có nước hay không. Màu sắc nhiên liệu của máy bay thật sự rất đẹp, màu xanh nhạt trông giống như nước biển và bầu trời vậy. Kevin kiểm tra một lượt nhiên liệu ở cả hai bên đều không phát hiện ra dấu hiệu của nước, cũng không có thành phần tạp chất khác. Anh mở cửa cánh ra, ngồi vào buồng lái, kiểm tra xem tình hình bên trong máy bay ra sao. Cảm giác khi ngồi vào trong buồng lái máy bay này rất khác biệt, thật sự chẳng thể nào so sánh được với khoang lái của xe ô tô. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy bảng điều khiển có nhiều nút bấm như này, hai tay bắt đầu không còn nghe lời nữa, cứ muốn ấn thử chúng. Ngoại trừ việc trở nên cũ kỹ, không còn phát hiện vấn đề nào khác, những nút bấm cần có đều còn. Hai đồng hồ chúng ta nhìn thấy từ trái qua phải lần lượt biểu thị dầu và nhiên liệu. Hàng nút ở phía dưới là bộ điều khiển từ xa. Bên này là cần gạt điều khiển, nó chính là một trong số các bộ phận quan trọng của máy bay, còn được gọi là cần lái. Công dụng chủ yếu chính là điều khiển hệ thống bay, thực hiện các thao tác chỉ dẫn, điều khiển ba trục của máy bay. Tình trạng của thảm lót và ghế ngồi vô cùng tốt, không chỉ sạch sẽ mà còn không có dấu vết của việc bị tổn hại. Nếu chỉ nhìn vào cái ghế này, thật sự không thể tưởng tượng được việc nó được chế tạo vào năm 1989. Ngoài ra đây còn là một chiếc máy bay 5 chỗ ngồi, phần đuôi là một khoang chứa đồ. Xi lanh chính xảy ra tình trạng bị rò rỉ, Kevin nghĩ rằng có khả năng là vấn đề nằm ở chỗ cái xoang. Đợi lát nữa sau khi đưa máy bay về, cần phải tiến hành kiểm tra sâu hơn mới chắc chắn được. Công việc kiểm tra buồng lái đã xong, tiếp đó kiểm tra tới khoang động cơ. Vì để tiện cho việc tháo dỡ nắp khoang, anh xịt một ít chất nhớt lên trên bề mặt các con ốc dùng để cố định. Sau khi tháo nắp khoang ra, có thể thấy bên trong có rất nhiều cây cỏ khô nhỏ. Khoang động cơ của máy bay trước đây chắc chắn chính là cái tổ nhỏ ấm áp của các loài động vật nhỏ. Họ giúp que thăm đo lường ra, xem dầu máy có hiện tượng biến chất hay không. Thật bất ngờ, trong này lại còn có cả trứng chim, hơn nữa còn không phải chỉ có một quả. Kevin đoán rằng những con chim non được sinh ra trong chiếc máy bay này có lẽ không ít hơn 100 con. Dầu phanh đã bị rò rỉ hết. Anh ấy tiến hành dọn dẹp tổ chim ở phía bên trên bề mặt khoang động cơ. Sinh sống ở đây hơn chục năm trời, có ai từng nghĩ rằng bỗng dưng một ngày kia chiếc máy bay sẽ được khởi động lại, chỉ sau một lúc đã không còn nhà nữa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cành cây khô ở trong khoang động cơ, tiếp đó Kevin tháo buji của máy bay ra. Chúng ta có thể nhìn thấy phần chóp của buji đã xuất hiện dấu vết rỉ sét nghiêm trọng. Có điều đây lại là một dấu hiệu tốt, dẫu sao thì trong khoảng thời gian dài như vậy, vẫn luôn được để ở bên ngoài, nếu như không bị rỉ sét thì mới là bất bình thường. Lúc này Kevin đang sử dụng phương pháp nội soi để kiểm tra tình trạng bên trong. Anh xem một lượt 6 cái xi lanh, bởi vì bị ăn mòn nên buji và xi lanh cũng xuất hiện tình trạng rỉ sét ở mức độ khác nhau. May thay chân vịt vẫn hoạt động bình thường, tình hình cũng xem như không quá tệ, nếu không bộ động cơ này chắc chắn phải thay mới một lượt. Máy bay không thể so với ô tô, nó chủ yếu hoạt động trên trời, động cơ bỗng dưng tắt sẽ đem lại hậu quả khó lường. Chính vì thế nếu làm ăn không cẩn thận thì có thể đăng xuất bất cứ lúc nào. Sau khi kiểm tra qua tình trạng của khoang động cơ, Kevin lắp nắp khoang lại, tiếp đó phủ lớp bạt che lên trên. Sau đó, Kevin kéo máy bay tới xưởng sửa chữa của mình, chuẩn bị tiến hành công tác sửa chữa. Trước đó anh mới chỉ dùng tay thu dọn đơn giản khoang động cơ, vì thế bên trong này còn có rất nhiều rác thải chưa được xử lý, anh dùng máy hút bụi hút sạch hết tất cả. Tháo tấm bảo vệ phía dưới ra, tiến hành dọn dẹp bên trong tấm chắn. Mấy quả trứng chim phát hiện trước đó không biết đã bị Kevin đem đi đâu. Hiện giờ thứ mọi người nhìn thấy chính là mái lọc. Chiếc máy bay vận tải TB-20 được trang bị động cơ piston U540, công suất cực đại có thể đạt tới mức 186.000 kW. Tốc độ bay là từ 120 đến 150 hải lý, khoảng cách chuyến bay từ 700 đến 100 hải lý. Có thể thấy, Kevin dọn dẹp rất tỉ mỉ, có lẽ ngay cả máy bay của anh ấy cũng không được dọn dẹp sạch sẽ tới vậy. Mỗi một góc của khoang động cơ đều được dọn một lượt. Lúc này họ lại tháo buji ra, liên tục chuyển động cánh quạt, hình như có tiếng cạch cạch phát ra, đó là hiện tượng bình thường. Họ dùng bàn chà để mài đi phần rỉ sét ở đầu buji.
Bugi đã bị ăn mòn tới mức này mà Kevin vẫn không có ý định thay mới. Anh bôi một lớp dầu nhớt lên trên bề mặt sau đó lắp chúng lại vị trí cũ. Mặc dù làm như vậy có thể tiếp tục sử dụng, nhưng quan trọng là lần thay bugi tiếp theo. Quá trình tháo dỡ nếu chẳng may bởi vì gì xét quá mức mà bị gãy, không thể lấy ra được, vậy thì thực sự là mất nhiều hơn được. Vì thế thông thường khi bugi xuất hiện hiện tượng bị ăn mòn, tốt nhất vẫn nên thay mới. Lấy phần bọt biển bên trong máy lọc ra, sau đó xịt chất làm sạch lên trên bề mặt, đây không phải là vết bẩn thông thường. Nhiên liệu trước đó đã được kiểm tra, không có vấn đề gì cả, vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Vì chuẩn bị phải khởi động nên tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, Kevin và thợ sửa chữa kiểm tra lại một lượt nữa, kiểm tra xem trong nhiên liệu có thành phần tạp chất khác hay không. Nạp thêm điện cho máy bay, sau đó đẩy nó ra bên ngoài, bình chữa cháy đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần có chỗ nào đó xuất hiện vấn đề thì sẽ lập tức xông lên. Cửa cánh này quả thực càng nhìn càng thấy thích, ngồi vào buồng lái, cắm chìa khóa vào, tất cả đã được chuẩn bị xong. Kevin đóng cửa cánh lại, đó là một nghi thức không thể thiếu. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng xem chiếc máy bay TB-20 này có thể khởi động bình thường được không nhé. Tôi thật sự rất háo hức muốn nhìn thấy dáng vẻ sau khi cất cánh của nó. Trong quá trình vận hành máy bay, khi nhiên liệu ở trạng thái đầy, đồng hồ biểu thị lại đột nhiên báo nhiên liệu cạn. Kevin và thợ sửa chữa sau một hồi kiểm tra, phát hiện nguyên nhân nằm ở ắc quy cũ kia, vì thế họ lại thay mới nó bằng cách đặt mua một cục ắc quy mới. Lúc này họ đang tiến hành lắp đặt. Ắc quy lắp đặt trên máy bay loại nhỏ có vẻ như không khác biệt quá nhiều với loại được lắp trên xe ô tô. Phần đuôi này của máy bay bình thường có thể dùng để chứa một số đồ đạc. Họ cứ tiếp tục nâng cánh máy bay lên như vậy không sợ nó sẽ bị gãy hay sao? Tôi cảm nhận cặp cánh máy bay này bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa ra khỏi thân. Hiện giờ Kevin đang bơm thêm dầu nhớt vào thanh trục bánh máy bay, tất cả các con ốc cố định cũng đều được bơm chất làm lỏng. Bánh trên máy bay đều là đồ đi kèm từ ban đầu, chủ nhân sau khi mua máy bay chưa từng thay lần nào. Vốn dĩ Kevin định thay một loạt mới, nhưng sau khi tháo bánh ra thì phát hiện không nhất thiết phải thay, chỉ cần xử lý sạch sẽ ổ trục bên trong, sau đó bôi dầu lên là được. Nếu đúng như dự kiến, bánh xe này có thể dùng tới khi máy bay hỏng, nói không chừng ngay cả khi máy bay hỏng thì bánh vẫn có thể sử dụng được. Lúc mới đầu tôi cho rằng bánh xe được cố định trên trục, không ngờ lại có thể thu gọn vào được. Phần thu lại của bánh xe phía sau có chút vấn đề nhỏ, làm thế nào cũng không thu nó vào được. Thông qua việc phán đoán bằng âm thanh phản hồi của bảng điều khiển, Kevin đoán rằng có lẽ là do dầu thủy lực bên trong bơm thủy lực không đủ nên mới gây ra tình trạng này. Vì thế anh bảo người thợ đổ thêm một chút dầu vào bên trong. Mặc dù quá trình thu gọn không quá nhịp nhàng, chúng ta có thể nhìn thấy ba bánh xe đều đã được thu vào. Sau khi thử mở ra đóng vào mấy lần, anh đoán được bánh sau vẫn luôn chậm hơn một nhịp, dẫu sao thì tuổi đời đã lớn, ít nhiều đều sẽ xuất hiện chút vấn đề, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc cất cánh và hạ cánh là được. Đèn ở hai bên cánh lớn có thể hoạt động bình thường, đèn hành trình cũng không có vấn đề, còn đèn ở đuôi dường như có chút sự cố. Người thợ đang kiểm tra xem đường dây có thể truyền tải điện được không. Sau khi xác nhận đường dây không có vấn đề, ông ấy lại kiểm tra đường dây ở đèn đuôi. Lần này đèn đuôi có thể hoạt động bình thường, có lẽ ban nãy là do tiếp xúc không tốt. Đèn của máy bay vẫn khá sáng, đèn chớp ở phía dưới là đèn chống va chạm. Đèn trên máy bay thường bao gồm đèn đường, đèn chống trượt, đèn hành trình, đèn chống va chạm, đèn gió băng. Bây giờ thứ Kevin tháo ra chính là bộ lọc nhiên liệu, trông nó rất sạch sẽ, anh dùng khăn làm sạch đơn giản, tiếp đó lại đưa nó về vị trí cũ. Ống dầu này phải vặn chặt một chút, bạn có thể tưởng tượng trong lúc đang bay trên bầu trời, ống dầu bỗng dưng tột ra thì đó sẽ là cảnh tượng như thế nào. Điều chỉnh thông số phù hợp, sau đó bơm hơi vào ống, thứ Kevin bơm vào trong đó là khí nitơ. Anh tháo nắm phần cánh máy bay ra, dùng máy hút bụi để dọn sạch rác bên trong cánh, nơi nhỏ hẹp như vậy mà đám động vật nhỏ cũng có thể chui vào được. Những rong rêu bên trên bề mặt cánh máy bay cũng cần phải làm sạch. Ở những công đoạn sửa chữa tiếp theo, Kevin càng có thêm lòng tin. Khi tiếp điện cho ắc quy của máy bay, anh phát hiện đuôi máy bay có rất nhiều cành cây khô, vì thế họ cần phải xử lý nó một chút. Vô cùng tò mò những thứ đồ này làm thế nào để chạy được tới đây, thật sự rất biết chọn chỗ đấy. Tháo vòi phun dầu ra, đặt vào máy sục để làm sạch, thì ra bình ắc quy kia do không sử dụng trong thời gian dài nên đã bị hỏng. Kevin tìm được một bình ắc quy trong xưởng được tháo ra từ một chiếc máy bay khác trước đó. Bởi vì thiếu nước, vì thế hiện giờ anh ấy đang đổ thêm nước cất vào trong. Công đoạn thêm nước cất hoàn thành, anh đặt nó sang một bên để sạc điện. Thợ sửa chữa bên này cũng đã thu dọn gần xong. Kevin tiến hành kiểm tra một lượt thiết bị điện ở phía dưới máy bay, trạng thái đều khá tốt, các liên kết tương ứng cũng không xuất hiện dấu vết bị hư hại. Hai cái này vốn dĩ là ống dẫn của xi lanh chính. Tấm chắn của máy bay không phải mỏng bình thường, cảm giác chỉ dày bằng hai tờ giấy A4. Hiện tại nhìn phần đuôi có thể thấy đã tốt hơn ban nãy rất nhiều, nhưng khi bạn dùng khăn lau nhẹ qua cũng sẽ lập tức biến thành màu đen ngòm.
Anh lấy vòi phun dầu đã được làm sạch ra, tiếp đó trả qua một lượt, bôi lên bề mặt một ít dầu, sau đó lắp nó vào trong động cơ. Lúc này, Kevin ấn nút bấm có chức năng điều khiển hoạt động nâng lên hạ xuống cánh máy bay. Chất lượng của nó thực sự không còn phải bàn cãi. Chiếc máy bay này còn trang bị tính năng lái tự động. Bên này là một máy thu thanh, bên dưới là máy ghi âm. Now I'm really happy. Everything looks good. I think everything's going to work. Đoạn âm thanh vừa mở ban nãy chính là ghi âm trước đây của chủ nhân máy bay. Họ kéo chiếc máy bay ra, đổ thêm một ít nhiên liệu mới cho thùng dầu. Kevin còn đặc biệt gọi xe chuyên chở dầu tới để bơm dầu vào hai cánh, có lẽ số tiền tiêu tốn là không hề ít. Chúng ta cùng tới xem, sau khi vòi phun dầu được làm sạch và bình điện được thay mới, chiếc máy bay này có thể khởi động bình thường được không? Kevin lấy ra cuốn sách hướng dẫn, mặc dù đã làm công việc sửa chữa máy bay hơn chục năm, nhưng có rất nhiều loại máy bay anh chưa từng đụng qua. Sau một hồi thao tác thử, anh bắt đầu thử nổ máy. Người thợ sửa cầm theo bình cứu hỏa đứng ở bên cạnh trong tư thế chuẩn bị. Vận tốc quay hiện tại là 2.000 vòng trên phút, cơn gió thổi lạnh tê tái cả người. Chỉ mới chạy được mấy phút, kim dầu lại hiển thị nhiên liệu cạn, có lẽ là đồng hồ đo đã có vấn đề. Kevin dự định lát nữa khi thay lốp thì sẽ làm kiểm tra một lượt các thiết bị điện tử trên chiếc máy bay này. Video lần này tạm dừng ở đây. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.